Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 49. Hỡi các dân, hãy nghe điều này. Hỡi hết thảy người ở thế gian, khá lắng tai nghe. Bất luận người hạ lưu hay là thượng lưu, người giàu có cũng như người nghèo nàn, miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, sự suy gẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng. Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn, tôi sẽ lấy đàn cầm mà giải câu đố tôi. Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai họa, khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi, vây phủ tôi? Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, phô trương của cải dư dật mình. Chẳng có người nào chuộc được anh em mình, hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời, hầu cho người được sống mãi mãi chẳng hề thấy sự hư nát. Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, người không thể làm được đến đời đời. Vì người thấy người khôn ngoan chết, kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, để lại tài sản mình cho kẻ khác. Tư tưởng bề trong chúng nó rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi và chỗ mình ở vẫn có đời này qua đời kia. Chúng nó cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. Nhưng loài người giàu được sang trọng chẳng còn mãi, nó giống như thú vật phải hư mất. Con đường này mà chúng nó giữ theo, ấy là sự ngu dại của chúng nó. Dù vậy, những kẻ đến sau họ ứng lời luận của họ. Chúng nó bị định xuống âm phủ như một bầy chiên, sự chết sẽ chăn giữ chúng nó. Sáng ngày, người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng nó. Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong âm phủ, hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có, lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên. Vì khi người chết chẳng đem đi gì được, sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu. Dẫu cho đang lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình, vả người ta sẽ khen ngợi mình nếu mình làm ích lợi cho mình, thì người hẳn sẽ đi đến dòng dõi tổ phụ mình, họ sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa. Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, giống như thú vật phải hư mất. Chương 11. Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Giê-ru-sa-lem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người rằng: ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ. Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đã qua thuật cho họ theo thứ tự và từng điều rằng: ta đứng cầu nguyện trong thành Giô-bê. Lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thế, có vật gì giống như cái khăn lớn níu bốn chéo lên, từ trên trời sa xuống đến tận ta. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất, các thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời. Ta lại nghe có tiếng phán rằng: hỡi Phi-e-rơ, hãy chờ dậy giết thịt và ăn. Ta thưa rằng: lạy Chúa, chẳng vậy, vì không bao giờ có vật chi dơ dáy hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng: chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn thay thải đều thâu lại lên trời. Kìa, cũng một lúc đó, ba người ở thành Cesare chịu sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà cọp này. Người này thuật lại cho ta thế nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng: hãy sai tới thành Giô-bê mời Simôn cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.
vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jesus Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chip-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chip-rơ và Si-ren đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Greek nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnaba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa, vì Barnaba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Barnaba đi đến thành Tạc Sơ để tìm Sao-lơ. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Christian. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bèn định mỗi người tùy sức riêng mình gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Barnaba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Chương 2. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: dân Israel mỗi người phải đóng trại gần bên ngọn cờ mình, ở dưới bảng hiệu của tông tộc mình, đối ngang nhau vây chung quanh hội mạc. Trại quân Giu-đa sẽ đóng tại hướng đông về phía mặt trời mọc với ngọn cờ và những đội ngũ của mình. Quan trưởng của người Giu-đa là Nahashon, con trai của Aminadab, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 74.600 người. Chi phái Issachar phải đóng trại bên Giu-đa. Quan trưởng của người Issachar là Nathanael, con trai Sua, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 54.400 người. Kế đến chi phái Sabulon, quan trưởng của người Sabulon là Eliab, con trai của Helon, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 57.400 người. Vậy các người đã kê sổ theo trại quân Giu-đa từng đội ngũ cộng 186.400 người. Họ phải đi tiên phong. Ngọn cờ của trại quân Ruben và những đội ngũ mình phải đóng về hướng nam. Quan trưởng của người Ruben là Elishu, con trai của Sedeo, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 46.500 người. Chi phái Simeon phải đóng trại bên Ruben. Quan trưởng của người Simeon là Shelumien, con trai của Surihadai, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 59.300 người. Kế đến chi phái Gác, quan trưởng của người Gác là Eliasap, con trai của Reuen, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 45.650 người. Vậy các người đã kê sổ theo trại quân Ruben từng đội ngũ cộng 151.450 người. Họ phải đi thứ nhì. Sau ấy, hội mạc sẽ đi với trại quân Lê-vi ở giữa các trại quân khác. Trại quân Lê-vi sẽ đi theo thứ tự như đã đóng, mỗi người theo hàng ngũ và theo ngọn cờ mình. Ngọn cờ của trại quân Ephraim và những quân đội người phải đóng về hướng tây. Quan trưởng của người Ephraim là Elishama, con trai Amihud, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 40.500 người. Chi phái Manasse phải đóng trại bên Ephraim. Quan trưởng của người Manasse là Gamaliel, con trai của Phê-đác-su, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 32.200 người. Kế đến chi phái Benjamin, quan trưởng của người Benjamin là Abidan, con trai của Gideoni, và quân đội người cứ theo kê sổ
cộng 35.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Ephraim, từng đội ngũ cộng 108.100 người. Họ phải đi thứ ba. Ngọn cờ của trại quân Dan và những quân đội họ phải đóng về hướng bắc. Quan trưởng của người Dan là Ahiezer, con trai của Amishadai, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 62.700 người. Chi phái Asher phải đóng trại bên Dan. Quan trưởng của người Asher là Phagien, con trai của Abran, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 41.500 người. Kế đến chi phái Nephtali, quan trưởng của người Nephtali là Ahira, con trai của Enan, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 53.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Dan cộng 157.600 người. Họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh. Đó là những người trong dân Israel mà người ta tu bộ tùy theo tông tộc mình. Trong các trại quân, hết thảy người đã kê sổ từng đội ngũ là 603.550 người. Nhưng người Lê-vi không nhập sổ chung với dân Israel tùy theo mạng của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Dân Israel y theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, bèn đóng trại tùy theo ngọn cờ mình, và mỗi người ra đi tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Chương 3. Này là dòng dõi của A-rôn và Môi-se về ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại trên núi Sinai. Này là tên các con trai A-rôn. Trưởng nam là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Đó là tên các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ đã chịu phép xức dầu và được lập lên để làm chức tế lễ. Vả Nadab và Abihu đã thác trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va tại trong đồng vắng Sinai. Hai người này không có con. Còn Eleasa và Ithama làm chức tế lễ trước mặt A-rôn là cha mình. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy khiến chi phái Lê-vi lại gần, đặt trước thầy tế lễ A-rôn để người Lê-vi phục sự người. Người Lê-vi sẽ giữ chức phận của người và chức phận của cả hội chúng về trước hội mạc mà làm những công việc của đền tạm. Cũng phải coi sóc hết thảy đồ đạc của hội mạc và mọi vật chi dân Israel giao cho đặng dùng làm công việc của đền tạm. Vậy, ngươi phải giao người Lê-vi cho A-rôn và cho các con trai người, vì đã lấy họ từ trong vòng dân Israel mà ban trọn cho A-rôn rồi. Vậy, ngươi sẽ lập A-rôn và các con trai người để làm chức tế lễ. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: này, từ giữa dân Israel ta chọn lấy người Lê-vi thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel. Vậy người Lê-vi sẽ thuộc về ta, vì hết thảy con đầu lòng đều thuộc về ta. Ngày xưa khi ta hành hại các con đầu lòng trong xứ Ê-díp-tô, ta đã biệt riêng ra thánh cho ta hết thảy con đầu lòng trong Israel, bất luận loài người hay thú vật, chúng nó đều sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se tại trong đồng vắng Sinai mà rằng: hãy kê sổ con cháu Lê-vi tùy theo tông tộc và họ hàng chúng nó, kê hết thảy nam đinh từ một tháng sắp lên. Môi-se bèn kê sổ người Lê-vi theo mạng của Đức Giê-hô-va y như Ngài đã phán dặn người vậy. Đây là các con trai của Lê-vi kể từng tên: Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Đây là tên của các con trai Gẹt-sôn tùy theo họ hàng mình: Líp-ni và Si-mê-i. Đây là các con trai của Kê-hát tùy theo họ hàng mình: Am-ram, Yít-sa, Hép-rôn và U-si-ên. Và các con trai của Mê-ra-ri tùy theo họ hàng mình là Mách-li và Mu-si. Đó là những họ hàng của người Lê-vi tùy theo tông tộc của họ. Họ hàng Líp-ni và họ hàng Si-mê-i thuộc về Gẹt-sôn. Đó là hai họ hàng của Gẹt-sôn vậy. Những người trong họ Gẹt-sôn được tu bộ kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 7.500 người. Các họ hàng của Gẹt-sôn đóng trại về phía tây sau đền tạm. Quan trưởng của tông tộc Gẹt-sôn là Eliasáp, con trai của La-ên.
chức phận của con cháu Gạt Sơn trong hội mạc là coi sóc mọi vật chi can đến đền tạm và trại, tức là tấm bông của trại và bức màn của cửa hội mạc, các bố vi của hành lang và bức màn của cửa hành lang bao phủ chung quanh đền tạm và bàn thờ, cùng dây chạc về các việc của đền tạm. Họ hàng Amram, họ hàng Yitsha, họ hàng Hebron và họ hàng Usien thuộc về Kehat. Đó là những họ hàng của Kehat. Cứ kể mọi năm đinh từ một tháng sắp lên, số là 8.600 người có chức phận săn sóc nơi thánh. Các họ hàng của con cháu Kehat đóng trại bên hông đền tạm về phía nam. Quan trưởng của tông tộc Kehat là Elishaphan, con trai của Usien. Người Kehat coi sóc hòm bản chứng, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ và những đồ đạc của nơi thánh để dùng về việc thờ phượng, luôn với bức màn và các vật chi can đến. Tổng trưởng của người Levi là Eleasa, con trai của thầy tế lễ Aaron, được đặt lên quản trị những người coi sóc nơi thánh. Họ hàng Matli và họ hàng Mushi thuộc về Merari. Đó là hai họ hàng của Merari vậy. Những người trong bọn Merari được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 6.200 người. Quan trưởng của tông tộc Merari là Surien, con trai của Abihai. Con cháu Merari đóng trại bên hông đền tạm về phía bắc, có phần coi sóc các tấm ván của đền tạm, cây xà ngang, trụ, lỗ trụ, những đồ đạc và mọi việc thuộc về đó. Những trụ ở chung quanh hành lang và lỗ trụ, những nọc và dây chạc của trụ. Những người đóng trại trước đền tạm về phía đông, tức trước hội mạc về phía mặt trời mọc, là Môi-se, A-rôn và các con trai người, có chức phận săn sóc nơi thánh thế cho dân Israel. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Hết thảy người Lê-vi mà Môi-se và A-rôn vâng mạng Đức Giê-hô-va tu bộ, tùy theo họ hàng của họ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 22.000 người. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy kê sổ hết thảy con trưởng nam của dân Israel từ một tháng sắp lên và hãy dựng sổ tên chúng nó. Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi phải chọn lấy cho ta người Lê-vi thế cho các con trưởng nam trong dân Israel. Cũng phải bắt súc vật của người Lê-vi thế cho mọi con súc vật đầu lòng của dân Israel. Vậy Môi-se kê sổ các con trưởng nam của dân Israel y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Hết thảy những con trưởng nam kể từng tên từ tuổi một tháng sắp lên theo sự kê sổ họ là 22.273 người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy chọn lấy những người Lê-vi thế cho hết thảy con trưởng nam của dân Israel và súc vật của người Lê-vi thế cho súc vật của dân Israel. Vậy các người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Còn về sự chuộc lại con trưởng nam của dân Israel, kê sổ hơn số người Lê-vi 273, thì ngươi phải thâu mỗi người 5 siết lơ, tùy theo siết lơ nơi thánh. Một siết lơ là 20 gera. Ngươi phải giao bạc cho A-rôn và các con trai người. Ấy là bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn. Vậy, Môi-se thâu bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn số người Lê-vi đã chuộc lại. Bạc mà người thâu về những con trưởng nam của dân Israel cộng được 1.365 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Môi-se vâng mạng Đức Giê-hô-va, giao bạc chuộc lại cho A-rôn và các con trai người y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng,
thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.